Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh Channel của Bun. Anh em ơi, ngày hôm nay tôi có một cuộc đại chiến giữa con trai và con gái ở trong Roblox anh em ạ. Để xem bên nào sẽ mạnh hơn bên nào. Rồi, anh em hãy tiếp tục coi video này để xem là con trai con gái mạnh hơn nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ lên đường thôi. Vâng anh em ơi, hiện tại số lượng giữa con trai và con gái khá là chênh lệch nhau. Con trai chỉ đang có là 10 người và con gái đã lên tới con số tận 13 người. Nên là bây giờ tôi sẽ phải vào luôn con trai. Đấy, mình là anh em con trai, mình phải vào luôn anh em ạ. Đúng, đúng. Đây chính là cái gọi là tường thành, cái tòa lâu đài của con trai. Và tôi đã được trang bị một cây kiếm, một khẩu súng. Cái gì đây? Những quả bi về à? Và tường, để xây tường. Đây là cái xà beng để xây tường chứ. Và một quả lựu đạn anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ xuống để tham gia cái cuộc chiến giữa con trai và con gái anh em ạ. Chúng ta sẽ có 15 phút để tham gia cuộc chiến này. Ô, có một bạn con gái đã vào hẳn căn cứ của con trai. Trời ơi, bây giờ tôi sẽ tiêu diệt bạn đấy thôi anh em ơi. Phải tiêu diệt bạn đấy thôi. Bang 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 bang. Oh no, không ổn rồi. Chúng ta đang bị chiếm lấy cả. Ok, tỷ số con gái đã lên tới tận 87 mà con trai chỉ có 29 thôi anh em ạ. Rồi luôn, đứa nào đấm tôi đây, đứa nào đấm tôi đây. Rồi, người con queo luôn mà. Thả cho quả bom luôn này, thả cho quả bom luôn này. Rồi luôn. Đồ ăn hại. Anh em thấy gì chưa? Hình như tôi nghĩ là bên con gái kia có những cái anh thanh niên nào đó đã sang bên đấy để bắt đầu xâm chiếm. Rồi ok, tôi sẽ vào đây tôi tiêu diệt hết con gái. Rồi ôi, tiêu diệt được tận mười mấy vàng cơ. Đứa nào là con gái thì mình bắn tùm lum tôi re luôn. Ok, hiện tại tôi đang chiếm cờ rồi. Tỷ số con trai bây giờ đang lên tới là 92 rồi. Và cô gái chỉ là 89 mà thôi. Ok, xây tường, anh em nhá. Xây một tấn tường không cho đàn con gái vào. Ok, tôi đã xây một tấn tường rồi. Ở đây tôi sẽ canh giữ cái lá cờ tổ quốc này. Rồi, mình sẽ thu cờ anh em ạ. Ui, con gái đã lên tận 139 điểm rồi mà con trai chỉ có 100 điểm mà thôi. Ôi giời ơi. Trời ơi trời ơi. Ô, bạn lại con gái mà lại về phe con trai này. À, Macalada thật sự. Ok, tôi đã chiếm lấy được. À, đứa nào đánh đây, đứa nào đánh tôi ngất ngay con gà tây đây này. Mình sẽ chơi gọi là chơi đòn nhảy sông ấy. Mình sẽ chui từ sông mình chui lên. Đấy, à, mình gọi là chui từ sông chui lên. Cầm kiếm đi đập mấy đứa con gái mới được anh em ạ. Thông minh lắm. Tấn công chúng nó. Tấn công. Bang. Mình phải xâm nhập vào căn cứ bí mật luôn. Không cho làm càng được nữa anh em ơi. Rồi luôn, con gái lên 199 điểm bên kia. Đây đây đây, có một đứa này, có một đứa nó đang lao lên này. Nhân hả bữa ấy, tôi tiêu diệt luôn anh em ạ. Mình đứng đây mình tiêu diệt luôn. Ok chưa? Đứa là chữ màu hồng là con gái nha. Rồi luôn, nó cầm quả bom mà con này nó to cao lực lượng thế nhở. Chết rồi. Mình sẽ đứng đây mình tiêu diệt con gái để mình không cho chiếm cờ mới được anh em ạ. Rồi luôn, tôi bị đóng băng luôn. Đứa nào đóng băng tôi đây. Yeah, cờ đóng băng tôi đây. Lém bóng, anh em nào cứu tôi với. Tuy nhiên tôi bị đóng băng đây này. Cái tôi nhờ. Walo. Rồi luôn, cay thế nhỉ. Tôi sẽ phải kiếm cái gì tôi nâng cấp mới được. Súng cao su đi. Ok, tôi đã mua thêm một khẩu súng cao su. Ôi, nhiều tiền lắm anh em ạ. Tôi đang nhiều tiền lắm. Tôi sẽ mua thêm cả tia đóng băng à. À, hóa ra có tia đóng băng anh em ạ. Này thì đây, định ra tiêu diệt tôi á. Tôi bắn luôn. Anh em ạ. Nhân, đi. Đứa là đóng băng tôi, tiêu diệt được đấy. Mặc dù tôi đứng đây thôi nhưng mà tôi cũng có thể đã tiêu diệt được một đứa. À, tôi có súng bắn cao su ấy. Ôi, nhưng mà cầm khẩu súng này vẫn ngon lành cành đào hơn. Đứng ở đây vẫn có thể bắn mất máu bạn kia nha. Ok chưa anh em? Mấy bạn con gái này quá gà anh em ạ. Mấy bạn con gái này quá gà mặc dù tôi bị đóng băng. Trời ơi, còn tôi còn có 17 máu à. Rồi luôn, lém. Đi kiếm, đi chiếm cờ đây anh em ạ. Chiếm cờ đã. Ôi, mình đang bị thu điểm kìa. Con gái chiếm được cờ kìa. Alo, sao anh em canh gác cờ kiểu gì đấy? Đấy, trong thời gian mình chiếm cờ mình vẫn có thể bắn được nha. Rồi luôn, cái thằng kia, phản quốc. Thằng này con trai mà dám sang phe con gái à. Bắn luôn, tôi tiêu diệt ngay chứ. Rồi, tỷ số vẫn không chênh lệch lắm là mấy anh em ạ. Con trai đang là 401 và con gái đang là 390. Rồi luôn, đứa nào đấy, đang lụm cờ cho con trai mà. Đứa nào nó bốc tôi lên, cay thật sự. Xây tường, xây tường. Đứa nào qua là mình tiêu diệt luôn này. Đây, anh em vào khu này. Anh em chui từ dưới chui lên nha.
Chui từ dưới chui lên nha. Mình chơi cái đòn đánh súng ngầm. Đấy, đánh quả ngầm. Trời ơi, cái gì đây? Đánh quả ngầm luôn anh em ạ. Đánh quả ngầm luôn. Bạn này con gái mà dám cầm cái gì đây? Cái con kỳ lân này. À, chạy đi đâu con sâu? Chạy đi đâu con sâu? Chạy đi đâu con sâu? Mình xuống đây mình bắt tiêu diệt bạn đấy luôn. Chạy à, chạy à. Mày không hớt được đâu. Này thì chạy đi, này thì chạy đi. Anh em thấy đẳng cấp của con trai chưa? Tôi bên phe con trai là phải thế. Xây tường tiếp anh em ạ, xây tường tiếp không cho con gái vào. À chết nhầm, xây ngược tường rồi. Rồi luôn, bọn này chơi cái đòn đóng băng này, cay thế nhở. Chơi cả đòn đóng băng luôn này. Tôi cầm súng tôi lã cho liên hoàn đạn luôn. Nhận đi. Nhận đi, cầm súng lã cho liên hoàn đạn luôn. Anh em ơi. Anh em ơi, mình lại chơi chiêu bẩn thôi. Con trai là 506 rồi. Mình xuống đây mình tiêu diệt từng đứa một luôn, không cho chúng nó làm càng nữa anh em ạ. Tiêu diệt luôn. Súng bắn liên hoàn cước, đứa này to cao lực lượng quá, đứa này to cao lực lượng quá. Nó định làm gì tôi? Nó định làm gì tôi? Ô. Đây rồi. Có đường vào nhà luôn, có đường vào nhà luôn. Ok. Được của nó đấy. Trèo lên đây. Mình đánh vào căn cứ bí mật luôn đi chứ. Mình đánh vào căn cứ bí mật luôn đi chứ. Không ai biết anh em ạ. Bây giờ căn cứ bí mật này sao nó vẫn ra dưới này nhỉ? Nó ra ở đây. Rồi, tiêu diệt hết tất cả luôn. Mình đang vào căn cứ bí mật của con gái. Đâu rồi? Đứa nào ra là mình bắn hẹo đứa đấy luôn. À không, căn cứ bí mật thì nó vẫn ở trong nhà thế này. Dưới chân anh em ạ. Rồi luôn. Bắn, mặc dù con gái đông hơn con trai nha. Tôi vẫn có xử lý nhanh gọn lẹ luôn anh em ạ. Không cho con gái làm càng. Rồi, ai rồi ơi, chúng nó làm càng thật rồi này. Trời ơi, cái gì này? Để chúng nó chiếm cợt thế hả anh em? Để chiếm cợt thế hả? Bắn tiêu diệt đi. Sao lã đạn, lã súng liên tục mà không tiêu diệt được thế này? Trời ơi, điểm số vẫn đang bằng nhau. À, nó đấm, nó đá. Không cho móc lấy luôn mà. Rồi, luôn, đứa nào đấm đá tôi cay thế nhỉ? Tôi cứ bị ngất ngây con gà tây thế này. Dậy. Chiếm cào luôn anh em ạ. Rồi, anh em nào xây tường quả hay quá. Xây tường chắn quả hay quá anh em ơi. Được của nó đấy chứ. Ô. Cái đứa này từ đâu chui ra đây? Wow, cái súng cắt xuôi bắn yếu thật sự. Bắn được có 2 máu 1 phát. Oh no. À chị bà. Đổi ngay khẩu súng to đó. Tôi chiếm được cào rồi. Đóng băng hết tất cả. Tôi nghĩ tôi phải mua cái khẩu súng này nó xịn xò con bò hơn thôi. Bạn này đang bị đóng băng rồi. Tôi sẽ nhân cơ hội đó tôi tiêu diệt luôn. Cho quả bom đi. Nổ banh xác đi. Cho quả bom vào đây luôn, nổ banh xác đi. Rồi. Ôi ơi, tự nhiên chui xuống nước. Chứ cái gì đây? Sao lại để con cứ chìm? Chìm lấy ấy vậy, chìm lấy tường thành vậy. Rồi luôn, cay đi nhở. Sao mày ngu thế hả? À, mua cho mình cái khẩu súng xịn xò con bò hơn. Súng đóng băng. Thiếu tiền anh em ơi. Chết rồi, điểm số mày quá con trai nó vẫn cao hơn. Nhưng mà cuộc chiến còn tận 7 phút nữa cơ. Anh em phải chiếm cờ nhá. Ui cái gì đây, tôi bị đóng băng đây này. Nhiều cái skill ảo Macalada thật sự luôn đấy chứ. Mà sao tôi đứng đây tôi vẫn có thể chiếm cờ được nhá. Tôi đứng im một chỗ tôi chiếm cờ. Đừng đứa nào động đậy vào tôi cả. Cái thằng kia sao cứ đẩy nhau vậy? Cái y tế nhở. Nó chơi đòn chơi chưa bắn á. Đợi tí, tôi bắt đầu bực rồi nha. Cờ đang thuộc về con gái anh em ạ. Mình phải chiếm bằng được cái cờ này thôi. Xây tường. Chiếm cờ đi anh em ơi. Xây tường. Đứa này. À, định ra phá tường á. Tôi chém bay người luôn. Ui, con gái nó đang hoành hành ở đây. Đông quá. Anh em đâu? Anh em con trai đâu? Tập hợp. Trời đất ơi. Không thể làm khác được à. Chứ rồi bị chiếm nhiều cờ quá anh em ạ. Tôi phải đứng đây tôi lấy lại cờ mới được. À con trai đâu hết rồi? Sẽ để một mình tôi lưu lạc ra một tấn con gái này. Con trai đâu hết rồi? Tôi còn có 10 máu thôi. Nó còn có 10 máu thôi mà. À cay thật đây. Lại phải lên để chiến đấu tiếp thôi. Vàng à, tiền tôi vẫn thế à. Rồi luôn. Chúng nó bắt đầu xâm chiếm bên sang nhà tôi luôn mà. Xâm chiếm sang chỗ con trai luôn mà. Liên hoàn bắn á. Cái bạn này tôi bắn cho đằng sau mà không biết gì luôn mà. Ngáo ngơ quả mơ thật sự. Đây này. Trời ơi. Đông quá. Mình tôi không kiểm soát được. Để xem nào. Con trai đông như thế kia mà con gái để con gái lâu tung hoành thế này à.
tôi chụp được cả gần xong rồi mà. Liên hoàn bắn mới được, liên hoàn bắn mới được. Đừng ai đập vào tôi cả, đừng ai đập vào tôi cả. Tôi đang cố gắng chiếm cờ lại cho anh em đây. Đang cố gắng chiếm cờ lại cho anh em đây. Một bạn đã bị tiêu diệt. Không lấy được cờ này. Càng ngày nó càng di chuyển ra chỗ khác. Ôi thề luôn, tôi là con trai mà mấy bạn kia không động vào tôi nhỉ. Mấy bạn kia vẫn đang cố gắng lấy chỗ khác. Ok, tôi sẽ làm cái nhiệm vụ cao cả này. Tôi sẽ làm cái nhiệm vụ cao cả này. Ok, tôi sẽ chiếm được lại cờ cho con gái rồi. À con trai ơi, tôi đang làm nhiệm vụ cao cả này mi. Mua súng đóng băng luôn. Đóng băng hết tất cả, đóng băng hết tất cả, đóng băng hết tất cả, đóng băng hết tất cả luôn. Rồi, từ cái khẩu súng này tôi tiêu diệt hết, tôi tiêu diệt hết. Đứa nào ra đây, đứa nào định xâm chiếm địa bàn của con trai. Địa bàn của con trai là của con trai, hiểu không? Ai ra xâm chiếm tôi đập cho gãy răng luôn đi chứ. Rồi, 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 bắt đầu lấy lại tình thế thôi anh em ạ. Bắt đầu tôi đã lấy lại tình thế được rồi. Mình phải xem từ dưới sông xem một đứa nào chui lên không. Phải xem từ dưới sông xem một đứa nào chui lên không anh em ạ. Đây rồi, đây, thấy một đứa nha, thấy một đứa đang ở trong nhà mình nha. Thấy một đứa đang ở trong hầm này nha. Đấy mì, tôi thấy mì, tôi mắt tinh lắm anh em ạ. Hai đứa luôn, không phải một đứa. Hai đứa luôn. Chơi kỳ này, chơi kỳ này. Tôi chiếm mãi mới lấy được lại cái cờ cho tổ quốc con trai. Thế mà chúng nó dám vào đây tung hoành à, tung hoành à, tung hoành nữa đi. Tôi đập hết, tôi bắn hết. Đây là chạy đi đâu con sâu, chạy đi đâu. Ui, thêm một đứa nữa, từ đâu chui ra đây, đông thế. Bọn này chơi chiêu kiểu gì từ dưới thầm đất chui lên được nhỉ. Tôi tiêu diệt hết, tôi tiêu diệt hết mà. Ôi điểm con gái sao nó lên cao thế này. Chưa rồi, hình như cờ lại bị mất rồi. Đợi tí tôi tiêu diệt nốt đứa này, tôi ra tôi chiếm lại cờ. Không, cờ vẫn thuộc về con trai. Không sao hết anh em ạ. Đây rồi, chạy thẳng cánh co bay ra đây. Chạy thẳng cánh co bay ra đây, một mình tôi tiếp hết. Cho nó một khẩu súng bắn băng luôn. Rồi, không bị đóng băng ta. Nó đang đứng chiếm cờ anh em ạ, đang đứng chiếm cờ. Tôi không cho nó làm điều đó đâu. Không cho làm điều đó một chút nào cả. Rồi, liên hoàn bắn. Liên hoàn bắn luôn. Ngất, ôi giời, đứa nào đấm tôi này. Ngất ngay con gà tây luôn. Vãi trưởng, chúng nó súng bắn súng gì mà nó một phát tôi hẹo luôn nhỉ. Trời ơi. Được rồi, tôi đã sẽ vác cái khẩu siêu to khổng lồ của tôi ra đây. Đứa nào mà chiếm đóng. Thôi bắn chưa rồi, bắn chưa rồi, bắn chưa rồi, bắn chưa rồi, bắn chưa rồi. Đứa nào chiếm đóng, đứa nào chiếm đóng. Chụp lấy cờ lại mới được anh em ơi, chụp lấy cờ mới được. Rồi luôn, tôi đứng đây, tôi lưu lạc giữa một đống con gái luôn mà. Tôi lưu lạc giữa một đống con gái luôn mà. Trời ơi, lại mất cờ rồi, anh em đâu? Anh em đâu? Tôi bị bắt lạc rồi, mấy anh em là cứ đứng ở trên này đây này. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhé. Tôi bị bắt lạc mà. Trời ơi, mấy anh em là cứ đứng ở đây nhà thôi. Con trai không chiếm đóng đi. À, cẩn thận thua ngược đó. Cẩn thận thua ngược đó anh em ơi. Lấy lại vị thế đi anh em, lấy lại vị thế đi. Tôi lấy hết mấy cái làn đạn của bạn này, một bạn ra đi. Tiêu diệt hết anh em ạ, tiêu diệt hết. Ôi trời ơi. Nó bắn cứ một phát là mình đi thôi. Trời ơi, con gái nó đang chiếm tỷ số cao hơn rất là nhiều luôn thôi kìa. Anh em đâu? Nó lên bằng điểm luôn rồi, còn 2 phút nữa thôi. Anh em nhà mình đâu rồi? Anh em nhà mình đâu rồi? Cứ để tôi một mình lưu lạc giữa tất cả thế này. Trời, đừng để trốn nó lấp ạ. À. Cay thật sự. Đừng có trốn nó lấp. Điểm vẫn thế anh em ơi. Điểm con trai vẫn cao hơn một chút. Mày hả bưởi treo lên trên kia. Bắn cho hẹo luôn. Con trai vẫn cao hơn một chút nha. Cố gắng. Tôi phải chui từ dưới chui lên thôi. Tôi phải chui từ dưới chui lên thôi. Chiến thuật thôi anh em ạ. Chiến thuật thôi. Cướp cờ lại thôi. À, tôi cướp cờ không ai biết. Tuyệt quá. Chúng nó định làm gì đây? Tôi cướp cờ không ai biết anh em ơi. À, một đứa nó phát hiện ra rồi. Trời ơi, dần cướp được cái cờ đấy thôi. Bằng điểm luôn rồi kìa. Anh em đâu? Xông lên. Thấp hơn điểm một chút rồi, xông lên, trời ơi, để chúng nó oanh tạc cái này à. Rồi một mình tôi thế này, trời ơi. Không cướp được. Bằng điểm rồi, cố gắng nhá. Không thể để mất cái vị thế này được anh em ạ. Rồi luôn mà, cái đứa này chuyên trị tiêu diệt tôi này. Tôi phải tiêu diệt nó trước cái đã. Xuống đây. Nó còn chấm máu anh em ạ. Xuống đây.
Xuống đây. Tôi gọi là đánh đòn phòng anh em ơi, đánh đòn phòng. Một đứa ra đi rồi. Cướp cả hai đứa ra đi. À, chạy rồi, đông quá, không chiếm được thế này, cay thế nhở. Còn có mười mấy giây nữa thôi, anh em nhà mình đâu hết rồi. Thôi rồi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cố gắng lấy điểm thôi nha. Cố gắng lấy điểm nha. Rồi luôn, 106, 104. Để xem nào. Yes sir, con trai thắng. Và tôi đang đứng top 1 với 395 điểm. Được chưa anh em, được chưa? Bạn bị kinh rồi. Rồi anh em ơi, thế là tôi đã giành top 1 ở trong cái con game con trai và con gái. Anh em có thấy tôi đẳng cấp không? Một mình cân 20, 30, 40 đứa con gái luôn mà tôi vẫn không hề hơn gì. Rồi, anh em thấy con game này hay thì anh em hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.